Tối qua ngày 4 tháng 1, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2021 và tuyên dương sinh viên năm tốt, trao giải thưởng 9 tháng 1 cấp thành phố năm 2021. Chương trình đã ôn lại truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam qua quá trình xây dựng và trưởng thành, phát động phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, sáng tạo và hội nhập. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đã tuyên dương 158 cá nhân và 3 tập thể đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố năm học 2019-2020. Bên cạnh danh hiệu sinh viên năm tốt do Hội Sinh viên Việt Nam ban hành, năm nay Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng còn tổ chức giải thưởng 9 tháng 1 nhằm tuyên dương khen thưởng các cán bộ, hội sinh viên, đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện trong công tác đoàn, hội, các mô hình, giải pháp, sáng kiến được áp dụng thành công vào thực tiễn, công tác hội và phong trào sinh viên các cấp. Theo đó, 13 cá nhân, 3 mô hình, giải pháp hay sáng tạo đã đạt giải, giải thưởng 9 tháng 1 năm học 2019-2020. Dịp này, Thành đoàn Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng đã trao tặng 300 vé xe trị giá 60 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Tân Sửu 2021.